À, trước mặt cả nhà thì đây là chiếc ghe câu. Ghe câu nha cả nhà. BV 78324TX, ghe câu Bình Định nha. Đây, ghe câu Vũng Tàu, dáng Bình Định. Xin lỗi. 4 mét mấy bề ngang nha. Bề dài thì khoảng 15 mét mấy. 15 mét mấy nha cả nhà. Hôm nay chạy nhiều quá, quay sáng giờ mệt thiệt chứ. Rồi, thấy một chiếc ghe câu chở hai chiếc xuồng nhỏ nhỏ. Rồi mấy ảnh ngồi lên đó nghe mình câu nha cả nhà. Ra ngoài khơi á, gần ở chỗ mà dàn phao á, gần khoan á. Ồ, một chiếc ghe lưới bao Quảng Ngãi 94726TS, ghe Quảng Ngãi nha. Chắc đi lấy nước đá, chắc mai chạy quá. Thôi, bề ngang 6 mét mấy nha. Quá là gì, hợp chi trời. Bề dài chiếc này là khoảng 22 mét trở lại nha cả nhà. Có anh làm gì nữa đây? Nếu như cả nhà có yêu thích những clip của Từ Siêu quay thì nhớ like nha và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bị cái gì vậy chàng? Anh cà dòng. À, cho anh lùi cái chiếc quốc bảo này nè, lùi cái chiếc quốc bảo này nè, nhưng mà cặp vô đó đây mà anh lấy nó đá sớm hay gì đó. Chiều là nước nó rồng á, cho nên là anh sợ ngày mai lấy đá không được, cho nên anh lùi ra đó anh đậu ha. Một chiếc ghe lưới bao đang ra khơi, quay đầu đi anh ơi, quay đầu ra khơi luôn nha. Chiếc này 6 mét mấy bề ngang nha cả nhà, bề dài là 22 mét trở lại nha. Bình Định 98170TS. Ồ, kéo kìa. Ghe tên là Xuân Lộc. Quá bự rồi, quá đã rồi, kéo dữ rồi. Quá phê. Chạy với mới đã nè. Thank you.
sóng là dội vô kìa. Rồi vô trình cảnh sát đường thủy nha, giao thông đường thủy nha anh ơi. G4 hay là S3R đây, hai cái đó đó. Thôi chứ mà cả nhà thì đây chiếc ghe ở Tiền Giang 90377TS 6 mét mấy bề ngang nha cả nhà. Này cỡ 6m8 nha, 6m8 trở lại. Đang nổi phiêu, vô lấy đá hay làm gì đây? Vô trình cảnh sát, trình giao thông đường thủy nha. Chiếc này tàu được nha cả nhà, tàu được. Bề dài chiếc này khoảng 24m trở lại nha. Ghe Tiền Giang, chiếc vừa chạy qua là ghe cào sim nha, cào chiếc nha. Ơi trình biên phòng, chuẩn bị trình biên phòng nữa nha, chưa qua cửa ải thứ hai đâu, chưa thoát được đâu anh ơi. Mới trình cảnh sát giao thông đường thủy xong nha. Rồi tới ghe Tiền Giang rồi đó. Tới ghe Tiền Giang vô rồi. Quá khói đèn. Thì đây là chiếc ghe thu mua BV96898TS, quá đẹp. Rồi 7m trở lại, quá đẹp rồi anh em ơi. Trời ơi cái ông ghe lú. Chiều dài khoảng 24m trở lại nha cả nhà. 24m trở lại nha, đẹp nha. Thì máy SR cái gì đây. Chiếc ghe hàng đáy nha cả nhà, chiếc đằng kia thì chiếc tàu cái. Đằng kia thì chiếc tàu cái nha, chiếc này ghe hàng đáy nè. Đó. Đem nguyên về hàng đáy cài đặt nè nha. Đi đâu đây không biết nữa. Rồi quay vô anh ơi. Giao thông đường thủy là kêu anh kìa. Rồi chạy luôn rồi, không quầy luôn. Rồi trước mặt cả nhà thì đây là chiếc tàu cái nha, cẩu ba chân. Tàu cái nha cả nhà. 9880TS. 6 mét mấy luôn nha, tàu cái là 6 mét mấy luôn. Ở đằng sau thì chiếc tàu đực nha. Bây giờ trình trạm xong rồi thì bây giờ chạy đi lấy đá thôi.
bự ha. Tiền Giang cũng mạnh mẽ quá. Cabin lai Thái. Cái này chắc làm đầu tải quá anh em. Đây tàu được đây, 5m mấy nha. Này cỡ 5m6, 5m8 này cả nhà, cổng hai chân. TV 9731 TS. S6R Mitsubishi. À bây giờ nó cặp vô chuẩn bị lấy đá nha. Đúng rồi, vô hãng đã lấy đá nha. Mai chạy còn dữ nữa. Mai ngày 20 âm lịch nha cả nhà, 20 âm lịch tháng 5. Chiếc ghe mình chụp nha, Bình Định nha, ghe này nhỏ không có lớn, Bình Định 96037 TS. Rồi chiếc này bề ngang khoảng 5m trở lại nha cả nhà, ghe Long An, lũ Long An mới qua luôn nè, bề dài thì 15m mấy nha. Chiếc đó chỉnh xong rồi, bây giờ lui ra nha. Tôi mua về ra nhường cho người khác thôi. Rồi chiếc này bề ngang là khoảng 6m đổ lại nha cả nhà. Mình chụp chiếc lưu vây này thì mình thấy là chưa có dán keo. Biển số là BD97082TS, Bình Định đó, đọc BD ngoài mang BD chữ chết. Đó, giờ về bến máy ảnh rồi đó. Một chiếc lưới vây ở Bình Định phía sau với một chiếc này đang ra là chiếc gì đây? Chiếc này lưới xù nha. Lưới xù, lưới cảng gì đâu, không biết nữa, thấy lưới mới biết. Dáng nó giống nhau. BV99539TS. Rồi số thần tài nhỏ luôn. 6m mấy bề ngang nha cả nhà. Chiếc này cỡ 6m2 bề ngang đổ lại nha. Bề ngang có 6m2 đổ lại.
bề dài là 22 mét trở lại nha. Hôm nay chưa chạy là thấy ít người quá gì. Góc lái chơi nóc luôn, mấy anh này chơi góc lái nóc không mà trời. Ồ, cái chiếc này chắc mới lấy đá xong nè. 6 mét mấy nha. Chiếc này cỡ 6 mét rưỡi nha cả nhà. 96631 96631 TS. Rồi chắc vô bến của anh Đậu rồi đó. Dài khoảng 21 mét trở lại nha. Đây quần hoài ta, đi kiếm chỗ đậu cái gì ta. BV 99117 TS. Sao quay vô nữa trời, anh thu mua này. Nãy mới chạy ra mà sao giờ quay vô nữa gì? Không biết nữa. Thật sự hồi sáng giờ á là từ siêu quay là thật sự là nói là mỏi tay quên ăn luôn. Hiện giờ là gần 4 giờ chiều rồi, còn 10 phút nữa là 4 giờ. Hồi sáng là mình quay lúc 8 giờ sáng cho đến giờ này quên ăn luôn, tại vì thấy nó chạy quá trời chạy và mê. Rồi cả nhà nếu thích clip này thì hãy cố gắng để mà cho mình một like với mà đăng ký kênh mình nha, để mình mau sớm được nước bạn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Kết thúc clip này nha.